Trước năm 1975, những người lính Sài Gòn xưa sử dụng ngôn ngữ như thế nào? Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra một sự thật, đó là ngôn ngữ Sài Gòn từ những năm trước 1975 đều đậm phong cách người lính. Cũng không quá khó hiểu với điều này, bởi miền Nam ở thời kỳ đó vẫn đang ở trong giai đoạn gọi là leo thang chiến tranh, với các lệnh tổng động viên được phát động trên toàn lãnh thổ. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta không cùng tìm hiểu đôi chút về ngôn ngữ người lính Sài Gòn, cũng như đang tìm hiểu ngôn ngữ của người miền Nam trước năm 1975 sẽ như thế nào? Trước năm 1975, nước chúng ta vẫn đang chìm trong chiến tranh Việt Nam, nên hầu hết các thanh niên đến độ tuổi 18 sẽ đều bị động viên vào quân ngũ để tiến hành những đợt tập huấn, có thể ngắn hạn hoặc dài hạn, rồi sau đó là được đưa đến xa trường mà tiến hành chiến đấu. Chỉ trừ những trường hợp được hoãn dịch vì sức khỏe cá nhân, hoàn cảnh gia đình hoặc về trình độ học vấn sẽ được hoãn. Nhưng nếu đất nước cần thì vẫn bắt buộc phải đi. Đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của công dân trên đất nước Việt Nam. Đi lính, nó là thuật ngữ có tần suất xuất hiện thường xuyên trên đầu môi cũng như trong tâm thức của hầu hết mọi người trong thời điểm đó. Các bậc cha mẹ dường như đều rất lo lắng khi con cái đến tuổi đi quân dịch. Ở vào thời buổi chiến tranh, hiểm nguy bao quanh, đi lính làm gì có ai biết được ngày về, trừ khi đất nước được hoàn toàn độc lập. Còn các thanh niên thì lại đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, xếp bút nghiêng theo việc đao cung, buông bỏ áo thường dân để khoác lên mình màu áo xanh người lính, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ tổ quốc và quê hương. Mối lo chung của họ sẽ được thể hiện rõ nhất nỗi ám ảnh của thi rớt tú tài. Bởi nam giới thời đó, nếu thi hỏng tú tài 1 sẽ phải trình diện nhập ngũ quân đội và đi quân dịch 2 năm hoặc bị đưa vào trường hạ sĩ quan. Con ông cháu cha, dường như ở thời đại nào cũng có. Những thành phần này luôn có những cách để luồn lách trốn khỏi những đợt tuyển chọn đi lính. COCC là cụm từ viết tắt của con ông cháu cha, ý chỉ những người sinh ra ở vạch đích và thành phần phổ biến trong xã hội Việt Nam dùng để ám chỉ con cháu của những người có quyền lực. Ngoài ra, còn được gọi là con ông cháu chị. Người Sài Gòn vẫn hay dùng cụm từ trốn lính hay trốn quân dịch để ám chỉ cho những trường hợp này. Và một trong những cách để trốn lính mà con ông cháu cha hay dùng nếu con mình thi rớt tú tài chính là các quý tử đi du học. Không thì cùng lắm là khi bị bắt lính, các bậc cha mẹ sẽ lo chạy cho con để các quý tử được phục vụ trong các đơn vị không tham gia tác chiến, chỉ cần làm lính văn phòng thôi. Hay còn được gọi bằng một thuật ngữ phổ thông hơn và có phần chế giễu, đó là lính kiển. Đúng chắc lính nhưng chỉ để làm kiển. Người ta thường dùng từ kiển để chỉ những loài hoa, loài cây, cây cảnh để làm đẹp cho nhà, làm thoáng mát cho không gian sống. Nhưng từ lính kiển lại được dùng để ám chỉ một hình thức tự làm đẹp đời mình khi viễn cảnh của đất nước thì u ám bởi chiến tranh vẫn đang diễn ra. Nhiều người lính thực thụ phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ với bom đạn, khói lửa và chết chóc, thì họ lại ngồi văn phòng để thủ thân. Ngoài cách gọi mỉa mai đó ra, đôi khi lính kiểm còn được gọi bằng một cái tên nghe qua có chút ngộ nghĩnh nhưng thực chất lại vô cùng thâm thúy, đó là lính cậu. Nghĩa cũng khá đơn giản, chả là do những thứ lính này có xuất thân là những cậu ấm, con nhà quyền thế, cha mẹ đều là những người có chức quyền trong xã hội thời đó, hoặc không thì giàu có bề thế. Nói trắng ra, họ là lính nhưng lại chẳng phải là lính. Bởi nếu đem so sánh với những chiến binh thực thụ nơi xa trường, ngày đêm phải đương đầu với hiểm nguy, vai luôn mang theo súng đạn, ngày canh gác, đêm hành quân ở những tiền đồn heo hút hoặc nơi rừng sâu núi thẳm, cách biệt hoàn toàn với chốn đô thành phồn hoa, ngựa xe tấp nập, thì những lính cậu lại chỉ mang thân lính nhưng lại chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, làm gì xứng được với chức danh người lính. Xem ra câu nói huynh đệ chi binh không phải lúc nào cũng được áp dụng theo ý nghĩa của nó, đôi khi lại khác biệt quá lớn, hay nói câu là không so sánh sẽ không có đau thương. Trốn lính đồng nghĩa với việc chấp nhận một cuộc sống bên lề của xã hội. Tại sao lại nói vậy? Vì những người trốn lính sẽ phải sống trốn chui trốn nhủi. Khi vô tình bắt gặp bóng dáng của những cảnh sát, quân cảnh, cuộc sống của những thành phần trốn lính là một chuỗi ngày sống bấp bênh, không tương lai, không định hướng ngay giữa lòng Sài Gòn phồn hoa đô hội. Vì thế mà nhiều người chấp nhận tự chặt đi ngón tay bóp cò là ngón trỏ để được miễn đi lính. Thậm chí,
có nhiều người tự hành xác mình bằng cách để bản thân gầy trơ xương, để khi bị gọi vào các trung tâm nhập ngũ sẽ được trả về vì không đủ lý do sức khỏe. Nếu trừ bỏ đi những thành phần này, thì hầu hết các thế hệ thanh niên miền Nam xưa, kẻ trước người sau đều nối đuôi nhau rời khỏi ghế nhà trường mà khoác lên mình trang áo lính, gác bỏ chiếc áo học trò trắng tinh khôi, mang bên người chiếc áo xanh của Tổ quốc. Đó có thể là màu áo rằn ri của những người binh chủng dữ dằn như lính nhảy dù, hay gọi tắt là lính dù, là một lực lượng tác chiến đặc biệt bằng dù để nhảy vào chiến tuyến. Họ thường được thần tượng hóa thành các thiên thần mũ đỏ. Lực lượng tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm có 4 dạng binh chủng: biệt cách dù, nhảy dù, biệt động quân và thủy quân lục chiến. Trong đó, biệt cách dù và thủy quân lục chiến đội trên đầu chiếc mũ beret xanh, còn biệt động quân thì lại chọn màu mũ nâu. Nói về liên đoàn 81 biệt cách dù, trong trận chiến An Lập có hai câu thơ rất nổi tiếng được cảm đề trên cổng nghĩa trang thành phố do một giáo viên viết: An Lập địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vì quốc phong thân. Tuy nhiên, mũ beret không phải lúc nào cũng được mang trên đầu người lính. Nó chỉ được dùng khi về phép hoặc các dịp đặc biệt. Còn khi ra trận, mọi binh chủng đều đội một chiếc mũ sắt. Bên trong chiếc mũ sẽ có thêm một lớp mũ nhựa được lót để bảo vệ phần đầu người binh sĩ. Trên nguyên tắc là thế, nhưng vẫn có trường hợp đạn xuyên thủng mũ sắt ghim thẳng vào đầu người lính nếu được bắn ra từ khoảng cách gần. Lính bộ binh nhìn có vẻ hiền hơn trong bộ đồ kaki, nhưng về sau này lại được thay thế bằng quân phục 4 túi. Áo được bỏ bên ngoài quần, nhìn rất giống với trang phục của những người lính Mỹ. Điểm đặc biệt trong quân phục của người lính bộ binh là buộc phải gom ống quần, trong khi không quân và hải quân lại được buông xõa thoải mái. Ống quần được thả xuống lè phè, nhìn có phần phóng khoáng hơn. Cũng vì thế mà các lính không quân với hải quân rất sợ bị gom ống quần lội bộ, bởi nó là thuật ngữ đồng nghĩa với việc bị thuyên chuyển sang bộ binh đã tiến hành tác chiến. Giày mang trên chân của những người lính được gọi là giày trận hay boxer show. Mỗi đôi nặng khoảng 1,5 kg. Ngày trước, loại này được chế tác hoàn toàn bằng da, nhưng sau này khi được kết hợp giữa da và vải, phần dưới làm bằng da, phần cổ bằng vải ni lông nên trông có phần nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là đối với những người lính hành quân trong những chuyến phải lội rừng vượt suối. Lính địa phương quân và nghĩa quân ban đầu có tên là bảo an hay dân vệ, hay còn được gọi là tiểu đoàn địa phương quân, thì có phần hẩm hiu hơn với những đôi giày bằng vải bố, gọi tắt là giày bốn. Nó có dạng như giày bata nhưng có phần cổ cao hơn so với những loại giày thông thường. Bắt đầu từ những ngày đầu tiên khi tiến hành trình diện tại các trung tâm tuyển mộ nhập ngũ, những thanh niên dù tự giác đăng lính hay ở tình trạng bị bắt lính cũng đều phải trải qua một trong những thủ tục là làm thẻ bài. Thời đó, tấm thẻ bài được xem là vật bất ly thân của người lính trong suốt thời gian nhập ngũ của quân nhân. Nó sẽ được đeo cố định trên cổ. Dog tag thường được chế tạo từ kim loại không gỉ chống ăn mòn. Mỗi quân nhân bắt buộc có 2 tấm thẻ bài được đeo bằng sợi dây kim loại. Trên mỗi thẻ ngoài có họ và tên, còn được thêm vào những thông tin liên quan đến số quân, nhóm máu, lịch sử tiêm chủng. Có một bài mang tên Tấm thẻ bài do nhạc sĩ Huỳnh Anh sáng tác và được trình bày với giọng ca của Thanh Thúy đã mang đến cho người nghe những xúc cảm và rung động. Đến tận bây giờ, khi nghe lại ca khúc đó hoặc nhìn thấy đâu đó những tấm thẻ bài này, chúng ta đều cảm thấy ngậm ngùi và có phần chua xót thay cho những người lính đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc. Nhạc sĩ Huỳnh Anh đã viết nên những câu hát rất xúc động trên nền giai điệu da diết. Ngoài những thứ quân trang hay quân dụng được cấp phát trong quá trình nhập ngũ của người lính, ngoài một chiếc ba lô, người lính còn được phát thêm poncho. Nó là một tấm vải che mưa trùm đầu theo kiểu vải khoác và là thứ quý giá còn hơn cả áo chống đạn của lính Mỹ trên chiến trường. Tấm poncho ngoài tác dụng như một áo mưa chính là khăm liệm xác của tử sĩ tử trận trên chiến trường. Trời bao la anh đang bay, thế đâu gánh lan dần tới đâu
Kìa đàn chim quê, chim cung bay về đâu, mang tin rằng giờ đây ta sống với bình minh. Tiếng ca trong lành, tiếng hát lừng trời xanh, đẹp biết bao tâm tình. Tình tình lặng lặng buộc Baby.